Rồi, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em luôn. Hôm nay tiếp tục với con game siêu chiến hạm. Và như đã hứa ở tập trước, tập này chắc chắn chúng ta sẽ có máy bay các bạn ạ. Họ gọi anh là máy bay nhưng thực tế anh là cơ trưởng. Hôm nay chúng ta sẽ làm cơ trưởng. Mình sẽ đưa các bạn đi bay nhưng không lắc, ok? Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh nhé. Tại vì có đến hơn 70% các bạn xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh. Thế nên là nhấn đăng ký kênh ngay để tăng respect, ok? Mình đang đứng đây để sạc. Tại vì sau một thời gian tu luyện đấy, thì đồ của mình, đây đây các bạn thấy không? Đấy, từ đầu đến đít này, từ đầu đến đít, từ đầu đến đít, từ đầu đến đít đấy, cũng khá là nhiều đồ rồi. Thế nên hôm nay mình sẽ thử để mình sẽ có thể tạo được ra cái con máy bay xịn hay không nhá. Mà trước khi nhá, trước khi mà chúng ta bắt đầu làm một cái thứ gì đấy thì bạn đợi mình tí để mình bắn cho con này mấy phát đã. Mà to quá nhỉ. Con này VIP đấy, VIP Pro đấy. Đồng vai cả loèn. Mình phải bắn trước mấy con ở dưới đã, không là chúng nó lên chúng lại phá đám mình. Đấy. Anh em mình đứng từ trên cao đúng không? Có thể nói là từ trên cao mình tè xuống. Đấy. Từ trên cao tè xuống. Thế là không thằng nào bắn được mình cả. Các bạn công nhận mình không? Cứ đứng ở trên này bắn thôi, nhàn lắm các bạn. Với cái con game này nhá, đứng ở trên cao bắn xuống là các bạn sẽ không bao giờ bị sao hết. Úi dồi, yếu quá. Chưa sang cái nơi đã bắn mình rồi. Chưa sang cái nơi đã bắn mình rồi. Ôi. Vip thế nhỉ? Sợ thế. Ây, đấy các bạn thấy không? Mình vip đến cái mức ấy mà mình còn chả thèm quay mặt lại để bắn nó. Mình bắn nó từ sau đít thế mà nó vẫn chết. Mình cứ tưởng con này là con xịn nhưng hóa ra nó là con đểu các bạn ạ. Qua đây mình tí để mình thu thập nốt cái đống này vào nhá. Rồi sau đấy thì anh em mình có thể đi ra và lắp đặt được rồi. Tại vì mình phải giết cho tất cả xung quanh mình không còn một con nào cả thì mới yên tâm được chứ. Bây giờ đang ví dụ mình đang lắp đặt đúng không, xong rồi nó lại vào nó bắn trộm mình, thế nó hỏng bét. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đứng vào đây đi. Đấy, trời tối rồi. Ui, lại có hàng ạ. Cứ xuất hiện ở gần mình. Con này xuất hiện gần quá là phải bắn trước đã. Còn mấy con kia mà nếu mà chúng ta cho nó đứng ở xa ấy mà mình không làm gì cả thì nó cũng sẽ không bắn mình nhá. Được rồi, bây giờ là không loằng ngoằng nữa. Chúng ta sẽ đến luôn với giai đoạn lắp ghép đi cho nó. Đấy, anh em mình chuyển qua con này nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ phải lắp đặt. Từ nhá, cái cục này mình nghĩ là mình sẽ phải cho một cái cục. Ok, cái này cũng được. Đây, giờ sẽ lắp vào đây. Ui, quá mặt trời luôn kìa, xịn. Phải loèn, game được đấy. Đây, giờ sẽ lắp vào đây, ok chưa? Và sau khi xong thì mình nghĩ là mình sẽ cho 4 cái đi. Hôm nay là mình đã tưởng tượng được ra là cái phi thuyền của mình nó sẽ như nào rồi. Thế là các bạn cứ yên tâm nhá, là chúng ta sẽ có một sản phẩm cực kỳ tâm huyết luôn. Wow, đấy, các bạn nhìn đâu? Nhìn cái đầu như thế này đã thấy nó chất rồi nhá. Ok, bây giờ là phải mượn đồ ở cái xe chính một tí nhá. Anh em mình mượn đồ tí thôi, tí chẳng ngay. Đấy, bây giờ mình sẽ có một cái đầu kiểu như này. Đấy, ít ra thì cái đầu của nó cũng phải trông, nó phải như này chứ đúng không? Tiền ít thì đây là phải chấp nhận đấy các bạn. Tiền ít là không hít được thơm đâu. Ôi trời ơi. Đấy, trông cái đít này là mình trông rất ưng ý rồi. Bây giờ anh em mình phải phát triển nó ra nhá. Phát triển ra nữa chứ để như thế này thì trông hơi phẹt. Đấy các bạn thấy không? Đồ nó có ít, thế nên là để lắp được ra con thuyền mà trông nó đẹp đẹp cho nó future, cho nó tương lai nó khổ lắm. Uầy, có vẻ cái này xịn đấy. Uầy này. Uầy, tương lai vãi lìn, future vãi lìn ạ. Được. Thôi nhưng mà vẫn phải bỏ đi. Bây giờ mình sẽ lắp cái máy bay để cho nó bay được trước đã. Vãi, có sự cố. Cái máy bay của mình nó đang tự bay đi. Đừng lại cái con pitch. Báo cho công lắp đặt của tao, bây giờ tao phải đuổi theo mày à, con hàng. Rồi ok. Rồi, sợ vãi lên. Mẹ đang lắp nó lại bay đi chỗ khác. Bây giờ cái xe này mà không ấy là chúng ta không có cái gì để mà điều khiển đâu. Lá oảng đấy. Đây, hiện tại thì mình đã chế được quả máy bay của mình nó như này nhá. Cái phi thuyền của mình nó kiểu là như này rồi. Mà nó thật là cũng không ăn thua lắm các bạn ạ. Vẫn thấy nó cứ
phế phế kiểu gì ấy. Mà tạm thời thì mình cứ để nó như này đã, tại vì mình vẫn chưa hoàn thiện, tại vì đang khổ vãi lìn ra, đang kiểu lắp dở thì nó lại bỏ mình, nó bay đi mất ạ. Bực. Đây, ok, chúng ta sẽ lắp gắn có hai quả tên lửa vào đây nhá. À được rồi, đây, 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 gắn được rồi, gắn được rồi. Ý, hợp lý luôn. Tí nữa mình đổi màu cái này là nó lại là giống nhau, các bạn hiểu không? Nó lại là đẹp luôn. Còn ở trên này thì anh em mình sẽ cho một ít súng. Súng thì phải là súng của bọn này, súng của cái xe đua ấy. Tại vì cái xe đua là cái màu cái màu của nó là đẹp nhất. Đúng rồi. Đấy, gắn cho đôi cái vào đây. Mình nghĩ là cái này mình sẽ nên quay nó sang đằng khác chứ nhỉ? Đây, cho nó quay sang ngang đi. Đấy, tiếp theo nhá. Cái đoạn này thì anh em mình vẫn phải gắn thêm một quả súng vào. Nhưng mà cái súng đấy thì đã hơi vân vân. Hay là cái này, gắn cái này vào. Tại vì mình thích gắn những cái nó phải khủng khiếp, khủng bố như này này. Nhưng mà mỗi tội là chỉ có một cái thôi, bực thế. Này, ui, nó đẹp không? Ui, nhờ, nếu mà có đủ để mà gắn vào bánh xe, tính ra cái bánh xe này cũng khá là hợp gu đấy nhỉ. Nếu mà mình gắn nó vào đây thì sao? Trông ngu vãi. Rồi, mình sẽ gắn súng như này nhá. Đấy, ở trên này thì dưới này vẫn còn, thì anh em mình gắn cho nó thêm đây, gắn đằng sau đít đi. Tại vì cái súng này nó rất là linh hoạt. Nó có thể quay được ra đằng trước và quay đằng sau, thế nên là anh em mình cứ thoải con mẹ nó mà đi nhá. Còn tên lửa đẩy. Đấy. Được không? Đây, đấy, gắn như thế này. Bạn biết là sao không? Thì nhìn thế này cho nó đẹp. Ok, tí nữa chắc là cánh mình sẽ gắn như này. Đấy, cánh này gắn như này. Hey, hợp lý đấy nhá, đẹp đấy. Xong rồi thêm cho nó hai block nữa. Thêm cho nó hai block nữa vào đây. Đấy, cho đầu trắng ra. Rồi ôi, nó lại là ô sờ kê luôn. 2000 years later. Rồi ok, mình nghĩ là chắc là cái xe của mình, à nhầm, cái máy bay của mình nó thế này thôi nhỉ. Rồi. Bay lại chống cái đít này đấy. Ôi, con đi con đi con đi con đi con đi. Từ từ. Ui, bắn cũng căng lắm, không phải đùa đâu các bạn nhá. Bắn cũng căng lắm, không phải đùa đâu. Trời ơi, bắn cũng ghê gớm lắm. Ôi. À, mẹ thứ sư, cái này là súng à? Cái này là súng mình lại gắn đấy. Súng mà lại gắn ra đằng sau à? Chết 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 chết. Nào anh em từ từ, anh em từ từ. Bay lên bay lên bay lên bay lên cao lên theo mọi người, từ từ để tấn công nó cái nhở. Anh em để mình tấn công nó cái, cho mình tấn công cái. Ôi, khỏe phết đấy, trông nó cơ hơi bị sida một tí, các bạn thông cảm nhá. Ôi, từ 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 nó phải lùi nhá các bạn. Tuổi gì đó ăn mình, tuổi đi rồi, tuổi gì đó ăn mình, tuổi gì đó ăn mình, tuổi gì đó ăn mình. Chạy à? À chạy à, chạy à, chạy à, à tuổi gì đó ăn mình. Tao có cả laser, là tao có cả laser này, con hàng kia. Tuổi gì đó ăn mình. Vào đây. Ơi, tưởng thế nào các bạn ạ? À? Không đủ tuổi để ăn mình luôn, nhưng mà đoạn này mình gắn hơi ngu. Đoạn này mình phải gắn nó cái này nó ngược lại. Đây, phải gắn gắn nó thế này, tại vì cái đấy nó là súng. Đấy, gắn thế này nó chất. Ok chưa? Đầu hấu chưa? Đấy, xe của mình cũng phải đùa đâu, kể cả mình không có đủ đồ mình vẫn có thể chế được quả xe đó. Chất con mẹ nó lượng. Tất cả phải gắn đúng chiều thì nó mới không bay lung tung nhé các bạn. Đấy. Tất nhiên nó vẫn sẽ bay nhưng nó bay ít hơn. Mình sẽ dễ điều khiển hơn. Ngồi 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 à. Chiến hạm tuyệt vời nhá, nhưng mà nó thật. Cái chiến hạm này mình vẫn chưa ưng ý các bạn ạ. Các bạn hiểu tại sao không? Vì nó bị ít đồ quá. Nhưng mà thôi anh em mình cứ lưu nó lại cái nhá. Rồi. Ok, và xin chào mừng các bạn đến với chế độ sáng tạo. Với chế độ sáng tạo này, chúng ta có thể lựa chọn những cái thứ mà mình thích. Nào, let go, let go, let go, let go, let go, let go, let go. Bay lên nào. Yếu thế. Nào, bay lên nào, bay lên nào, bay lên nào, bay lên nào. Đây, 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 đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi các bạn ạ. Khó lái vai. Thôi trông như con cá, đừng ghét vào lờ. Anh em mình chuyển qua con này nhá. Ở chế độ sáng tạo này thì chúng ta có thể tạo ra bất kỳ thứ gì mà mình muốn. Ok. Và trong chế độ sáng tạo lần này nhá, chỉ với hai bàn tay trắng, mình sẽ tạo ra một chiến hạm khủng khiếp nhất từ trước đến nay.
các bạn ok không? Rồi ok nhá, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái con bé tí này. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một siêu chiến hạm. Mình sẽ sử dụng ui nhiều đồ thế. Đấy. Này, mình mà có nhiều đồ như thế này ở trong cái chế độ thường nhá thì mình là vô đối luôn các bạn ạ. 2000 years later. Rồi ok, thì trong một quãng thời gian ngồi lắp thì mình đã không quay nữa. Và đây, đây hiện tại đang là cái máy bay của mình, gọi là chiến cơ siêu hạng đấy. Mình nghe cái tên chiến cơ siêu hạng mình cứ thấy quen quen. Đây là tổng quan này. À, đây là phần sau đít này với rất nhiều bộ đẩy nhá. Đằng trước mình chưa hề trang bị một tí súng nào cả, có một chỉ có một vài cái súng đằng trước thôi. Còn mình đang để dành gần như là toàn bộ để mình sẽ lắp súng cùng với mọi người. Tại vì cái giai đoạn lắp súng là cái giai đoạn rất là vui nhá. Bây giờ anh em mình lắp nốt mấy cái cánh quạt vào nhá. Đấy, lắp cái cánh quạt đấy, ok chưa? Đấy, mình cố tình để lại hai cái cuối là để cho hai cái cánh quạt to to. Wow. Wow, các bạn thấy có được không? Quả cánh này chất lượng hết nhỉ. Wow, mình thề luôn mình có thể lắp tất cả các cái cánh này vào đây mà mình sẽ không lắp súng nữa. Để thế này cho đẹp nhờ. Có khác gì phi thuyền đâu. Quẩy chất thế. Đỉnh cao đấy các bạn ạ. À. Được đấy. Rồi, tạm thời là anh em mình như này đã nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ đi lắp súng. Anh em mình sẽ đi gắn mấy cái khẩu súng nhỏ trước nhá. Ở dưới này này, đằng sau đít này. Đằng sau đít anh em mình cho quả tia này đi. Cái tia này là có thể bắn được đằng sau đít được. Thế nên anh em lắp vào đấy. Thì trông nó cũng đẹp đúng không? Trông nó cũng đẹp hơn. Anh em công nhận mình là trông ít ra thì trông nó cũng kiểu xịn hơn tí đấy. Thế là có một quả súng quay ra đằng sau. Mà thứ nhất nó quay ra đằng sau thì nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy, nó sẽ che bớt đi. Ok. Rồi, tiếp theo là mình sẽ phải ngâm cứu xem ở đoạn giữa này anh em mình sẽ lắp cái gì. Đấy, để trông cái phi thuyền của mình nó phải đầu gấu hơn. Đấy, mình sẽ lắp hai khẩu này quay sang bên này. Ok. 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 Ok, ok. Ok, 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 đúng không? Đấy, bài ok của Lowzy ấy các bạn đã nghe chưa? Nó sẽ rất là hợp lý ở trong trường hợp này. Mình nhớ rồi. Đây đây đây. Thề với các bạn luôn là cái này nhá. Là cái thứ mà cái thứ chất nhất các bạn từ được nhìn thấy. Sờ. Được của nó. Được của nó không? Được của nó không? Bốn cái luôn. Tức là nó sẽ tạo ra một cái bức sóng âm ấy để mà đẩy đối phương đi. Hay vậy. Quay chất vai Kali. Lên nào. Ôi ôi. Chất vai Kali. Lên. Đó, chụp đi tôi. Hay. Các em mình bay về cái đã. Chất quá các bạn ơi. Hợp lý không? Các bạn thấy chưa? Những cái thứ gì vào tay mình nhá, không VIP thì nó cũng phải pro. Đợi mình tí nhá, để mình lắp nốt một vài cái vớ vẩn đã rồi anh em mình đi xử lý bọn kia nhá. À, có con hàng nó bắn mình các bạn ạ. À. Có con hàng nhỏ nhoi bắn mình. Bắn cụ này. VIP thích nhờ. Khỏe luôn các bạn ạ. Nhưng có một cái vấn đề khá là nan giải xảy ra là đó chính là sau khi mình lắp hai cái mặt lèn này vào thì nó cứ chổng đít lên các bạn ạ. Nó cứ chổng đít lên trời thật đời vô đối. Nhưng mà thôi, tạm thời anh em mình cứ giữ như thế này nhá. Vâng. Và đây, kính thưa quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin phép là giới thiệu cái máy bay của mình đến với đông đảo mọi người ạ. À, ngửa mặt lên. Tại sao lại ủi cứ chổng đít xuống thôi. Chổng đít thế này thì hơi căng rồi. Mặc dù là để cánh quạt vào thì trông nó đẹp đấy. Nhưng mà thôi từ từ nhá, để anh em mình giới thiệu tổng quan lại này. Mình sẽ để như này để giới thiệu một tí nhá. Ok, đây là tổng thể cái của mình này. Đấy, góc phải này. Góc trái này. Đằng sau đít này, mình thề mình tâm đắc cái đằng sau đít này vãi cả trưởng luôn. Mặc dù phần dưới này mình vẫn chưa có ý tưởng gì. Mà thôi, anh em mình tạm thời dừng ở đây nhá. Chứ lắp mãi thì lắp nữa thì nó lâu lắm. Đấy. Đẹp như thế này rồi anh em mình dừng đây tí đã để ngắm nghía nó một tí nhá. Bắn này, bắn này. Úi dồi ôi. Ship ai đập cắt chốt. Ôi dồi, từ không lại hỏng hết cả hàng. À có con hàng, có con hàng, có con hàng anh em ạ, có con hàng.
con hàng. Em con hàng này càng quá nhỉ, con hàng càng đấy. Con hàng này càng đấy, con hàng này càng đấy. Ê khổ quá cả lìn, con hàng này càng đấy. Con hàng này càng đấy, sợ đấy nhở. Anh em mình thôi, anh em bay đi cái. Thị trường của tôi, nó phải trên này chứ, ok chưa? Hịn chưa? Ôi ôi, phê chưa? Đấy, khe cả lửa ra, chất chơi người rơi thích nhỉ? Uầy, nó đỉnh của đỉnh các bạn ạ. À chỗ này nó hơi bị vấp mô, thế là đi nó hơi bị thọt tí. Ôi ôi, đỉnh của đỉnh luôn. Anh em mình phải nhìn vào góc độ nó phải đẹp tí. Rồi, chất lượng thế nhỉ? Phải đi tìm đối thủ các bạn ạ. Đối thủ có lẽ không biết đâu rồi. Ui ôi, lực đẩy. Phê học nha. Yeah. Máy bay à, nhầm. Phi thuyền của mình làm chiến binh siêu hạng nó phải như này chứ. À đây rồi, có hàng rồi. Vào đây, vào đây các bạn ơi. Bắn nó đây các bạn ơi. Từ. Có điều khiển vãi cả lìn. Kẻ có điều khiển lắm. Ok, có hàng, mình bắn thử luôn này. Có hàng bắn thử luôn này. Con bé này đứng lại, con bé con. Ôi, nó chưa nổ. À nổ rồi, ok. Khổ thế, máy bay kiểu gì toàn bị lật úp thế này. Nhục, chất chơi người rơi là có thật các bạn ạ. Đấy, vừa nãy là các bạn đã được chứng kiến cái ở đây vẫn còn. Để mình cho các bạn chứng kiến sức mạnh phát nữa nhá. Để mình ra chỗ này. Đâu rồi. Bé thế, con này bé quá. Con này bé quá các bạn ạ, con này bé quá, không xi nhê. Ái ôi, lại chổng mông lên rồi. À có con hàng nữa. Con này to hơn. Con này to hơn, xứng đáng được chết trong vòng tay mình. Ok các bạn ạ, do mình quá cay cú cái việc mà bay trên trời thì rất là khó để bắn dưới đất. Thì ok, thích thì chơi, mình sẽ cho mấy cái loại súng mà nó có thể quay đầu được như này. Cho nó xuống dưới. Rồi, bay lên. À đây, có hàng rơi ngay xuống dưới chân mình. À để rồi, không phải đi đâu xa nhá. Ở trên trời mình vẫn có thể bắn được xuống đất luôn. Nghệ nhân luôn. Nhưng mà từ từ đã, phải bay đến gần nó, mình cứ bay đi xa quá các bạn ạ. Máy bay to quá, xịn quá nó cũng khó điều khiển đấy, không? Đấy, đứng yên. lại nào, rồi, chết rồi, ok. Đấy, gặp mình là chết ngay. Không phải bàn gì nhiều, chắc phải bàn. Đấy rồi, tại vì mình bay trên trời gặp vật thể lạ là nó hay bị rơi đất. Khổ vãi lìn. Nào, bắn nó đi các con, bắn nó đi, không đi đâu hết. Anh em mình đứng im chỗ này thôi, cố định một chỗ thôi. Ôi, khó điều khiển vãi lìn thề. Đấy, bắn tiếp này. Ui, nổ luôn rồi các bạn ạ. Xì nhê, rồi ok. Chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Hôm nay là chúng ta đã chơi tiếp tục tập tiếp theo của con game Teratech. Và như lời hứa thì mình đã có làm ra một cái siêu chiến hạm nhá. Đấy, mình đã làm ra một cái máy bay như lời hứa của mình. Và đây là ở phần chơi sáng tạo, thế nên là mình có thể sử dụng bao nhiêu cái tài nguyên tùy ý. Thế nên là mình đã sử dụng nó để tạo nên một cái phi thuyền kiểu như thế này. Thì hy vọng là mọi người sẽ thấy thích cái phi thuyền của mình và thấy thích con game mình đang chơi nhá, ok. Thì đây, đấy, tổng thể của nó sẽ là như này. Ok, khi mà đang bay này, đấy. Khi mà tăng tốc. Úi ôi, tăng tốc. Ok, tăng tốc cũng hợp lý đấy. À, khi bắn. Bắn này, ghê à. Có cả súng ở trên nhá, cả súng ở dưới nhá. Được rồi. Thì chắc video này mình sẽ kết thúc đây. Và nếu mọi người thấy thích con game này thì nhá, từ dừng lại một tí. Hẹn mọi người ở tập sau. Nếu mọi người thích, chúng ta sẽ cùng nhau thử hiện cái DLC mới nhất của con game này. Đó chính là phần chơi Reticule Resistor. Tại sao mình lại bảo là chúng ta sẽ thử nghiệm nó? Tại vì bây giờ này, mình sẽ gắn demo cho các bạn thấy cái sức mạnh của cái DLC mới nhất đấy nhá. Cái DLC đấy thì ở trong cái phần chơi mà cái phần chơi Venture của mình ấy,
thì rất khó để mở được tại vì nó quá VIP nhá. Nào đây, đây là một con hàng, đây đây là hai con hàng nhá, đây là hai cái súng cực kỳ khủng khiếp ở trong cái DLC mới đấy, và mình sẽ thử bắn cho mọi người này. Nghèo, bắn demo thì thôi, nó thật đấy các bạn, các cái súng còn lại của nó cũng VIP không kém nhá. Và nếu mọi người thấy thích con game Terratech này, đừng quên là nhấn like cho video và nhấn đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình sớm đạt được 1.300.000 người đăng ký. Mình hứa tập sau chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm cái DLC mới nhất đấy nhá. Còn tập này sẽ dừng ở đây với một chiếc phi thuyền rất cool và ngầu này, có thể nói là ngầu nhất trong game này luôn rồi, ok. Và mình không có nhiều thời gian, thế nên là mình chỉ tạo ra một cái phi thuyền nó nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh thì thôi, với đầy đủ các tiện nghi nhá. Được rồi, thì hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.